Xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại cháu đang có mặt tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang. Ngày hôm nay thì cháu cùng đoàn sẽ phát ở đây là 3 nồi cháo và một ít hoa quả cho tất cả bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện này. Và gần Tết thì cháu cũng có tài trợ bánh chưng để phát cho bệnh viện nữa. Hy vọng rằng là những ai mà phải ở lại đây thì chắc chắn là không mong muốn đâu. Nhưng mà nếu mà phải ở lại đây ăn Tết ở đây thì họ sẽ có một cái phần quà mang giá trị tinh thần, đó là bánh chưng để họ có thể ăn Tết cho nó ấm tình đồng bào. Vâng, thì thưa mọi người là quãng thời gian vừa rồi cháu cũng có đi miền núi rất là nhiều, và đi các tỉnh như là Lào Cai, rồi thì Hà Giang. Đi xa nhất vào tận trong cả Bình Phước để phát những cái món quà từ thiện cho bà con đồng bào. Và bây giờ thì đã gần cuối năm rồi, cháu sẽ quay trở lại đi phát những nơi từ thiện, những nơi gần quê hương của mình. Đấy. Đó là Bắc Giang, đó là Hà Nội. Khoảng độ tầm, không phải khoảng mà chính xác là ngày 18 tháng 12 âm lịch. Hôm đó là vào hình như là ngày 28 tháng 1 âm dương lịch thì phải. Đó thì ngày hôm đó thì cháu sẽ phát 100 suất quà, mỗi suất là 50.000, tương đương với cả là 50 triệu đồng tiền mặt cho các hộ nghèo thuộc xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nơi sinh ra cháu đấy, quê hương cháu ở đó. Và cháu cũng phối hợp với cả công an tỉnh Lào Cai phát tặng là một cái nhà văn hóa và một số cái phần quà Tết tặng cho bà con huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đấy là cái hoạt động mà cuối năm này cháu sẽ làm. Đương nhiên là những cái hoạt động khác nữa thì cháu chưa lên kế hoạch, nhưng mà cháu chỉ lên kế hoạch những cái hoạt động chính thôi. Và những hoạt động khác đó thì cháu sẽ sắp xếp thời gian công việc của mình nó phù hợp để có thể là giúp được nhiều bà con nhất có thể. Đương nhiên là cuối năm thì nó cũng rất là nhiều việc. Đấy. Nhưng mà gọi là mình bây giờ mình đam mê đam mê đi giúp bà con là nó. Mọi người nếu như những ai đã từng đi làm từ thiện thì biết nó rất là vui, bởi vì cảm giác mình giúp được nhiều người. Đấy. Và hiện tại thì cũng có những cái, không phải số nhiều nhưng mà có một vài thôi, comment châm chọc gọi là ông này làm từ thiện giàu nhỉ. Thì cháu xin đính chính lại như này là từ thiện toàn bộ cái số tiền mà cháu làm từ thiện ấy là cháu không huy động của bất cứ một ai, và toàn là cái tiền túi cá nhân cháu bỏ ra làm từ thiện. Đấy. Nên là do vậy là những đồng chí châm chọc là hiểu rõ vấn đề. Và tôi cũng khuyên các đồng chí là hãy lên suy nghĩ tích cực để có một cái xã hội nó tốt đẹp hơn. Bởi vì bản thân bạn suy nghĩ tiêu cực, xấu xa, méo mó, vẹo vọ thì tất cả những cái gì xấu xa, méo mó, vẹo vọ nó sẽ dồn vào bạn. Theo đúng cái quy luật của vũ trụ, cái lực hấp dẫn ấy. Mình sống tốt đẹp, suy nghĩ tốt đẹp thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình. Thế còn bọn mình thích tiêu cực, mình thích méo mó, vẹo vọ thì tất cả những cái gì méo mó, vẹo vọ nhất trên cái trái đất này nó sẽ dồn vào bạn. Đấy. Các bạn nên thay đổi suy nghĩ thì cuộc đời sẽ thay đổi. Đọc cái cuốn sách đó rất là hay đấy. Ok, thì bây giờ cháu sẽ đi vào phát cháo mọi người nhé. Cùng với cả đội thiện nguyện, câu lạc bộ thiện tâm ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Để vào đây phát cháo cho bà con tại đây. Và mỗi bát cháo sẽ kèm theo đó là chuối và vô lượng, vô vàn tình cảm dành cho bà con. Nồi cháo nấu ấy rất là tâm huyết, linh xương rồi thì cho thịt gạo ghiếc vo rất sạch sẽ, nấu rất đảm bảo. Hy vọng rằng cái bát cháo nhỏ này sẽ là một cái tấm lòng lớn, một cái sự động viên tích cực lớn lao, giúp cho bà con chữa vết thương về tinh thần, cho bà con nhanh chóng thoát khỏi nơi này để về quê ăn Tết. Cháu đi vào phát cháo mọi người nhé. Các bác đứng vào một hàng, theo một cái thùng này vào một hàng, theo một cái thùng này. Các bác thấy tính ở đây không ạ? Hai hàng đây ạ. Không, không được, các bác thoải mái đi. Không, 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 ở đây có bao giờ hết cháo đâu. Thoải mái, có tận 3 thùng cháo bà con nhé.
Lần này nó ra làm trò của mình nhé. Vâng. Thế thì cứ đi khắp nơi lại lại gặp trò. Vâng. Cháu học rốt đây là. Trò gặp trò. Vâng. Trò đẹp trai thế là anh nhận đi khắp nơi giờ nhiều lúc nói năng là phải hết sức thận trọng bởi vì học trò nó ở xung quanh mình mà mình biết nó. Nó toàn. Vâng. Trò siêu thì còn hỏi xung quanh mình kia là nói nằm hôm nay là nhóm của từ thiện ở xã Cảnh Trụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang mọi người nhé. Thì cháu có tài trợ cháo và sắp tới cháu tài trợ cả bánh chưng nữa để phát cho bà con các viện như là viện tâm thần, viện phục hồi chức năng ở tỉnh Bắc Giang. Đấy, bà con đang đến rất đông. Vâng. Chắc là buổi cháo này thì hôm nay cũng đã là ngày mùng 5, mùng 6 rồi. Thì ngoài rằm là chúng em nghỉ chắc là được buổi cháo này nữa là chúng em nghỉ. Thì trong cái buổi cháo này là có bạn trẻ, bạn trẻ cháu đây đến dự cái buổi phát cháo này. Vâng. Và cũng là biết được cái tình hình bệnh tật của các bác ở đây và vâng, cái bệnh viện nó làm như này và cái cách thức của chúng em làm việc như thế này. Thế vậy thì để chuẩn bị cho cái Tết tới, chúng em có những cái phần quà tặng Tết. Cho là hôm nay là chúng em mời các bác đến đây là nhận những cái suất cháo tình nghĩa này và cũng là lấy một cái thông báo về cái lịch buổi cuối của chúng em và để cho chúng em nghỉ để chuẩn bị cho bánh chưng Tết cho các bệnh nhân. Nó sẽ rơi vào bánh chưng Tết cho bệnh nhân sẽ rơi vào từ ngày 18 đến ngày 21 là trong 3 ngày đó. Thế nên là cũng nói với các bác như thế, bác nào còn ở lại để nhận bánh chưng thì cũng không vui vẻ gì bởi vì phải ở lại. Thế nhưng đấy các bạn, bác ở lại thì là sẽ vui vẻ để nhận bánh chưng. Hôm nay thì chúng em sẽ tặng cháo cho bệnh nhân và mỗi bệnh nhân sẽ kèm theo hai quả chuối. Trợ lý cho cháu hả? Nó không có nhiều, ở nhà một mình được đi thôi. Mong các bác lãnh đạo tự đi. Vâng. Cho nhân viên giúp việc, cho thư ký riêng đi theo. Đấy, cháo rất là ngon. Nồi cháo này ngập tràn tình yêu ấy. Rất là ngon. Cái này mấy bệnh nhân đây chị ơi? Hai bệnh nhân. Chị để đi, em không để được chị ơi. Bác ơi, bác xuống dưới xếp hàng. Bác xếp hàng dưới. Em bác bảo các bác bệnh nhân cho bác cái đồng ý. Cái này thế nào đây? Cái chuối thế nào? Mỗi người nghe cả một cái này. Mỗi người là một bát cháo và hai quả chuối bà con nhé. Đấy. Bát chuối. Đấy. Cô này được ưu tiên mấy quả luôn. Đi sau nó vướng tay cô ạ, lại đổ cháo. Cô cứ xếp hàng cho nó đỡ rối cô. Hôm nay là buổi phát cháo cuối cùng tại bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang và buổi phát tiếp theo là sẽ phát vào khoảng từ ngày 18 đến ngày 21 âm lịch tại đây, phát bánh chưng cho các bệnh nhân ở đây. Như cô Minh cô vừa chia sẻ thì tất cả những bệnh nhân phải ở lại bệnh viện trong những ngày Tết là những người mà thực sự là rất là
không may mắn, bởi vì họ buộc phải ở lại để điều trị thôi. Do vậy nên là với sự mục đích là san sẻ tình thương với các bạn ấy, thì nhóm thiện nguyện đã làm bánh chưng để gọi chia sẻ cho bệnh nhân, động viên tinh thần. Đấy. Có cái bánh chưng ăn ngày Tết. Cô cầm cái túi bóng cho đỡ rơi. Ôi, cái này hai cái đổ đấy. Một cặp lồng có để sang bên tay kia đi, không dốc nó đổ luôn đấy. Đấy đấy đúng rồi. Đấy đấy chuẩn rồi. Đấy một tay ngoắc còn cái đấy đúng rồi đúng rồi. Đây để tôi làm đấy. Đấy. Đúng rồi. Cái này cô cầm mỗi cái một bên, cầm hai cái chập vào nhau đổ hết cháo. Bệnh nhân vào để chút xíu đợi rồi. À. Ơi chú đây. Chú đang quay phim. Một thành viên trong nhóm từ thiện này chính là giáo viên dạy học của cháu ngày xưa đấy mọi người nhé. Rất là trùng hợp. Bác lấy cháo á? À không lấy à? Lấy cặp lồng đựng. Quả chuối là một quả rất nhiều chất dinh dưỡng mà các vận động viên sau khi vận động thể thao nặng người ta hay sử dụng để tiếp năng lượng. Phát chuối cũng rất là ok đấy mọi người nhé. Bát cháo thì cũng nhỏ thôi nhưng mà rất nhiều tình cảm ở trong đây. Nhìn mặt mà những người nhận ai cũng hớn hở hết cả, rất là vui. Đấy, các bác cầm hai cặp lồng và cười tươi. Ngày
lấy đầy là vặn hết rồi. Ba cặp đồng cháo à, ba ba song cháo. Chị mang cái cốc bé tí đựng cháo húp cái hết sạch ấy. Mang bát đi chứ đấy. Mang cái cốc đấy thì đựng một tí cháo ăn gì. Một cốc này nó cũng bằng một bát đấy. À thế ạ. Và mình tưởng nó bằng một tô đấy. Tiếp tục lời giáo thứ hai. Nhà kia nó tập nó đi bỏ lấy hộ đấy. Lấy hộ là lấy bỏ đây nhanh lên mở lắp ra. Lấy hộ. Lấy hộ sao bỏ ra? Lấy ai lấy hộ một người thì. Một người. Chị gái ơi cho em hộ cái bạn. Một hay hai đi bạn ơi, cho hai bệnh nhân vào đấy. Vâng. Chưa rồi em xin. À. Em không thể đáp ứng theo bệnh nhân được, đang buồn thế thôi. Em bàn như nào cũng được đấy. Gọi là từ thiện. Vâng. Lúc nào mệt mà húp rồi hai hơi là khỏe đấy. Có cháo nóng hổi đấy. Đấy bác đứng sang bên kia để cô ấy múc cháo. Cái bát này là bằng nhau anh em thấy. Cái cốc cũng phải là bé. Cái bát này. Trong cái bát này ai cũng chật tấu hơn. Một bát này là Ui, chơi quả này nó mới chất này, ăn nó mới nhanh khỏe được. Để chơi cái bát như này ăn nó mới đã. Cháu đưa, cô đưa cháu đi lên thăm vâng. Cô bệnh nhân. Vâng. Anh ơi. Đưa đi lên trên khu bệnh. À, thăm các bệnh nhân ở trên đây kìa cô. Vâng. Bác này là bị tai nạn này. Tai nạn rồi. Anh ạ. Anh xuống lấy cháo chưa? À vâng. Ôi tai biến này chắc là bị phẫu thuật rồi nên là hộp sọ này. Và đây toàn bệnh nhân bị nặng mọi người, tai biến rồi, tai nạn.
vào bệnh viện rất là thường. Đi tuyến trên là đã dốc hết rồi. À. Đây là tập luyện là nó phải lâu dài. Vâng. Đây em thấy trong phòng kia toàn bệnh nhân phải phẫu thuật sọ não rồi. Móc hết sọ. Sọ não xong là ổn người ta cho vào đây. Vâng. Con chào cụ nhá. Vâng. Cụ khỏe không cụ? Vâng. Đấy, hôm nay là các bệnh nhân đi tập hết. Đây là phòng tập. À, phòng này để phục hồi bệnh nhân sau điều trị. Phục hồi đấy. Vâng. Vâng. Cháu chào cả nhà nhé. Rồi. Bệnh nhân ở trong đây được các bác sĩ xoa bóp về tập phục hồi đấy. Sau khi mà nằm viện là phải vào đây để điều trị. Đó. Bệnh viện rất là đông. Vâng. Ở đây là những trường hợp nặng là phải làm qua Tết đấy cô nhỉ? Có, một số là làm cả Tết. Ôi giời. Đây mới là một tầng đấy cháu ạ. Vâng. Còn, nó là ba tầng thôi. Ba tầng. Còn cái khu điều trị bên kia nữa cơ. Vâng. Các bác cũng lấy cháo cũng ngủ chưa? Bác nào chưa lấy cháo thì xuống lấy cháo đi. Bác xuống lấy cháo bác. À, chắc là bác này chưa biết. Vâng. Đang phát ở dưới tầng 1 cô nhá. Ở đây à, bác sĩ làm việc là nặng nhất đấy cô nhỉ? Ừ, tất cả. Để phục hồi. Kinh tế ra bệnh nhân ở đây thì các cô nguyện vọng là vẫn là muốn khóc cơm cơ. Vâng. Nhưng mà cái kinh tế nó không có. Vâng. Thì trước đấy, à, trước khi dịch ấy là vâng. Các cô hoàn toàn phát là cơm. Làm cơm hết. Vâng. Mỗi một ngày nấu như thế này là cũng 400-500 suất cơm. Vâng. Úi dồi. Ngày nào cứ mỗi một tuần là cô vâng. Nấu như thế, tuần nào cũng thế. Đang giảm suất. Mình đa khoa vâng. Thế nhưng mà sau khi dịch. Vâng. Kinh tế khó khăn. Kinh tế nó khó khăn thì phải chuyển sang trắng. Vâng. Vừa nãy thì cháu cũng quay qua các cái phòng bệnh. Ở đây là có 3 tầng, một tầng nào cũng như thế. Toàn bệnh nhân nặng rồi. Rất là đông bệnh nhân. Và mọi người biết là thường là vào bệnh viện là nhà giàu hay nhà nghèo là cũng toát mồ hôi hết. Bởi vì vào viện nhiều ấy, tốn người, tốn công, tốn của. Ông nào mà vào viện toát mồ hôi hết. Rồi, đã gần xong rồi đấy. Ba nồi cháo phát bây giờ còn một ít. Bác xem còn ai chưa lấy, bác lên vận động bà con xuống lấy lốt bác. Vâng. Đang phát miễn phí đấy ạ. Cả chuối ăn đấy ạ. Cô là cô Minh. Vâng. Là trưởng của cái nhóm từ thiện Phật Tâm này. Vâng. Thiện Tâm này. Vâng. Thế là các cô là đại diện cho ban hướng dẫn Phật tử. Vâng. Mà là của tiểu ban bảo trợ miền Bắc thuộc vâng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vâng. Thế các cô làm cái chương trình này cũng là năm nay là năm thứ 7 rồi. Vâng. Thì trước dịch thì là các cô là làm hoàn toàn bằng cơm. Vâng. Đấy. Sau dịch thì là cô kinh tế khó khăn để cô làm bằng cháo. Vâng. Thế nhưng mà trong cái thời gian làm các tháng trong tuần trong năm. Vâng. Thì các cô vẫn xen kẽ các cái xuất quà. Vâng. Ví dụ như là bệnh nhân nặng hoặc là bệnh nhân nhi. Vâng. Rồi mùng 1 tháng 6 trung thu. Vâng. Là các cô vẫn phát quà đầy đủ. Cháo thì có bác lấy được. Thế còn các cô hoạt động ở bệnh viện này. Bệnh viện tâm thần, vâng. Bệnh viện đa khoa tỉnh, vâng. Và bệnh viện ung biếu. Ung biếu, bốn bệnh viện. Bốn bệnh viện là các cô đều đặn như thế. Vâng. Và bệnh viện này thì số lượng sẽ không được nhiều bằng ví dụ như là ung biếu. Tôi thấy là nhóm của các cô thì cũng không phải đông người nhưng mà cái sự vận động rồi thì gọi là tinh thần rất là cao. Đúng ra rồi, là chạm được đến cảm xúc của rất nhiều người. Nhóm cô thì là không thực sự ra trước thì rất đông. Vâng. Thế nhưng mà bây giờ thì kinh tế khó khăn thì đông quá. À. Thế để cho khỏi lãng phí nhân lực. À. Thì các cô làm với cái số người mà phù hợp với cái công việc của mình. Vâng. Đấy thì cũng là muốn để lan tỏa cái tình yêu thương đến với vâng. Mọi người. Vâng. Và làm tất cả là bằng cái tâm. Vâng. Cô phải nói sơ qua một nồi cháo như thế này, ví dụ như là 200 lít cháo như thế này. Vâng. Của các cô thì đã có
10 cân xương. Đây. Linh từ 7 giờ sáng hôm qua đến 5 giờ chiều. Ui rồi. Vớt xương đó ra. Lấy à. Vớt xương ra. Vâng. Bắt đầu mới lấy cái nước đấy. Gạo các cô vo để ráo nước, rang thơm lên, xong bắt đầu mới cho vào xào nồi. Khi xong cháo sôi lên thì các cô đóng lò ủ để đấy. Và sáng hôm sau là cô dậy sớm đi mua thịt về rang và cho vào. Nêm đến gia vị đầy đủ, lúc bấy giờ mới được cháo lên đến đây. Một nồi cháo như thế này là nó rất là kỳ công. Đúng rồi. Chứ không phải là đơn giản là chỉ cho nước lã vào xong rồi cho gạo sôi lên thành cháo. Xong cho tí thịt vào, các cô không làm như thế được. Vâng. Cái tâm của các cô đến với người bệnh là nó phải ngon. Các cô nhé, hôm nay cháu đến cháu trao 5 triệu đồng có đếm. Sợ nó lại bị thiếu. Đấy có đếm đủ nhá. 1 triệu này, 2 triệu này. 3 triệu. 4 triệu, 5 triệu vâng. Thì đây là cháu góp cháo và còn một nồi cháo và còn lại cô gói bánh chưng. Đấy cho các hoàn cảnh ở bệnh viện. Để cháu cũng biết là Tết thì không ai muốn phải xa nhà cả, nhưng mà bệnh thì vẫn phải chữa thôi. Thì hy vọng rằng là cái bánh chưng này sẽ gọi là một phần về tinh thần cho các bệnh nhân họ đỡ cô đơn. Cô vâng. Thay mặt cho nhóm thiện tâm, vâng. Thay mặt cho các bệnh nhân, thay mặt cho lãnh đạo và tập thể y bác sĩ ở đây. Vâng. Cảm ơn đến cháu vâng. đã ủng hộ cho nhóm cô, cho bệnh nhân ở đây. Có một bữa cháo ngon và tới đây là có những phần quà Tết xứng đáng. Vâng. Và cô hứa là đồng tiền này cô sẽ làm đúng, vâng. đảm bảo không mất lòng tin của các cháu. Vâng, cô yên tâm. Cô cảm ơn cháu nhé. Rồi. Và rồi, cũng hy vọng là cháu sẽ đồng hành với cô dài dài. Vâng, cháu luôn đồng hành cô ạ. Rồi, cảm ơn cháu nhé. Vâng ạ. Đấy, rồi. Ba xong cháo và bây giờ còn mỗi mấy ít đây này. Cho cô cứ lấy thoải mái, vẫn còn mà. Bà không lấy có mấy hộp đấy. Bà không lấy mấy hộp, người ta lấy là mẫu đấy chị ạ. Người ta lấy hộp đấy. Thế em lấy hộ. Ví dụ như bệnh nhân kia là năm nay là năm thứ 7, thứ 8 rồi. À, 8 năm ở đây rồi. 8 năm rồi. Cô lúc trước là cô làm cơm ở đấy là đã cho bác hộp vậy. Tại vì cái này bà là lần thứ 3 rồi. Cụ ơi, cụ có ăn được chuối không? À, đây vẫn còn ăn được chuối. À, con biếu cụ mấy quả chuối là cụ vơi ấy túi ra nè. Để bà kéo thuốc, để bà ria. Rồi, rồi nhá, tí cụ ăn cho nó khỏe nhá. Chúc cụ Tết về với gia đình nhá. Ok đấy, hôm nay phát cháo rất là nhanh, bệnh nhân đến. Thế còn ít cháu, cô cháu mình chia nhau mỗi người làm bát. Mày mang túi đây u đổ túi cho. Tao bảo túi thanh cho túi đây u đổ. Mỗi tháng thế nhá. Vâng, tháng nào cháu được đi phát khắp lời. Thì đây không như bây giờ cứ mỗi tháng lại gắn bó với đội này hàng tháng đi. Vâng. Bây giờ Tết là cháu trao tặng 100 suất quà, mỗi suất 500.000 tiền mặt ở xã. Xã mình nhé. Xã Tư Mại. Xã Tư Mại. Vâng. Ở xóm nào ở Tư Mại? Ở xóm Tân Ninh. Tân Ninh, vâng. Xóm nhà bà Loan. Vâng. Thế còn lên trao vừa tuần trước cháu trao là 5 tấn gạo cho Bình Phước. Thì mấy hôm nữa lên Lào Cai nữa. Toàn đi phát. Đến lúc nào mà cô đi hành trình bánh. Vâng. Thì cháu về đi với cô nhé. À vâng. Cái hôm cháu tặng quà ở quê là hôm 18 âm ấy. À, chủ nhật ngày 18 âm là cháu phát quà ở quê mỗi người 500.000 100 người đấy để họ ăn Tết. À. Thế là phát cho hộ nghèo ở xã. Không biết hội đấy là đến cô cũng sẽ bố trí chỉ rơi vào từ 18 đến 20 là vâng. Xong vâng. Chương trình. Tức là mình làm trước ông công táo đúng không? Mình làm trước ông công táo là Tết rồi. Vâng. Cô nên làm trước. Tại vì làm trước sau rồi còn mình còn phải đi nhiều các công việc vâng. khác nữa. Vâng. Năm ngoái thì cô làm tận 24 25 cơ. Vâng. Thế nhưng 24 25 nó sao nó muộn quá. Muộn đúng rồi. Giờ đấy là người ta làm cỗ Tết. Mình còn việc nhà mình nữa. Vâng. Năm nay cô làm sớm hơn. Và là làm trước ông công táo bởi vì cái quãng đó đến Tết là người ta dọn dẹp nhà cửa rồi đi các thứ. Vâng. Thế thực sự thế ra thì nó sớm hơn thì nó cảm thấy nó rất là quý. Vâng. Cái hương vị nó đến sớm cho người bệnh. Vâng. Bác lấy cháo cho bác. Em lấy rồi. À vâng. Thế bác xem trên phòng còn ai mà chưa lấy xuống. Lấy tranh thủ ăn trưa. Cơ bản là hết rồi. Vâng. Tại vì nó xuống rồi xuống nào. Vâng.
Hôm đây để cô còn ít chuối cháu ấy. Cô cháu mình ăn lốt cho cô ấy, xong rồi để cô ấy. Còn bác lên cưới cầm lồng xuống đi ạ. Vâng. Thưa mọi người, sau khi phát cháu từ thiện thì cháu lại quay trở lại về với cả gia đình bé nhỏ của mình. Cháu có một thông báo quan trọng, đó là bây giờ thì cũng đã là gần Tết tháng Chạp rồi. Vào tháng Chạp này thì ai cũng có công việc riêng, ai cũng có gia đình riêng. Và cuối năm thì là con để cho bố nói chuyện đã nhé. Để bố nói chuyện một tí đã nhé. Con khoanh tay vào chờ bố 5 phút nhé. Cuối năm thì là con, bố nói có nghe không, bố không tặng con xe nữa đâu. Con không nhắc lên nó ồn, bố không nói chuyện nhá. Nào nhìn vào kia nào, con nhìn ông bà. Cuối năm thì ai cũng có việc làm, thì dọn nhà rồi thì làm rất nhiều việc khác, và bản thân cá nhân gia đình cháu cũng vậy. Thì cũng xin phép mọi người là vào đợt cuối năm này cháu sẽ ít đi từ thiện hơn, và để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Cũng như là sắp sửa là gia đình cháu sắp đón thêm một thành viên mới, đó là em tên là gì? Không, em của con ấy, em gì nhỉ? Em Báo. Em Báo á? Con yêu em Báo. Thế khi nào mà em Báo ra đời thì bố sẽ thông báo với cả nhà nhé. Ra ngoài đây, cậu đang quay video, đóng cậu cái cửa vào nhé, đóng chặt vào nhá. Con ngồi đây để bố đang quay phim. Bố đang quay phim xong bắt đầu là bố chơi tiếp nhé. Không, bố chơi tiếp với con, bố bật nhạc lên nhá. Hai con chào ông bà đây nào. Con chúc ông bà. Con tên là. Con bao nhiêu tuổi? Con 4 tuổi. Con học trường gì? Con học trường 31. Dạ, lớp con. Lớp 31 trường gì? Trường gì school nhỉ? Đúng rồi, trường school này. Trường gì? Trường gì con? School. Ok, con yêu bố mẹ không? Có. Con yêu em Báo không? Có. Thế em Báo ra đời, con tặng em Báo cái gì? Ôi, tặng con vịt luôn. Ok luôn. Bố mua đế này cho em Báo đi, con chơi một mình đây này. Bố mua đế này cho em Báo đi. Mua cái này cho em Báo, còn em chơi, con chơi một mình kia này. Vậy là mua thêm một cái nữa. À, mua thêm một cái nữa cho em Báo nhé. Okay. Thế hai chị em chơi chung. Ok. Ok mọi người nhá, thì cháu thông báo lại là cháu sẽ ít đi từ thiện hơn để dành thời gian cho mẹ. Con đang quay video, mẹ ra ngoài đóng chặt cửa con. Hả? Đi con ra ngoài với bà đi. Đi đâu ra chơi bà. Đấy, con lại chạy ra ngoài. Con gì mẹ? Ở đây đây con. Đấy. Bà ơi, xong đóng chặt cửa cho con nhá. Ok. Con đang quay video. Thì sang năm mới thì cháu sau khi mà chào đón một thành viên mới trong gia đình thì sang năm mới cháu sẽ tiếp tục cái công việc cũng như hành trình chịu đựng của mình. Cuối năm thì kế hoạch thì cháu thông báo mọi người rồi một lần nữa, đó là sau cái đợt phát từ thiện, phát gạo, phát quà từ thiện là ở tại Lào Cai và ở tại xã Tư Mại nơi mà cháu sinh ra thì cháu. Được, nhưng mà con ra ngoài đóng chặt cửa. Bà ơi, con đóng chặt cửa cho bố đi con ơi. Ok. Để sau khi phát tại Lào Cai và Bắc Giang thì cháu sẽ tạm dừng, đúng không? Tạm dừng đến giờ Tết. Và cái chương trình khuyến mại nếu có, như mọi khi hàng tháng thì cháu luôn luôn cân đối cái khả năng tài chính của mình để cho ra những cái chương trình để mọi người có thể là tham gia được ưu đãi hơn về phần kinh tế này, cũng như là một cái món quà giá trị về tinh thần. Đấy. Có rất nhiều người bảo là có quà gì không, có khuyến mãi gì không thì đó. Khi nào mà khả năng tài chính của cháu đủ thì cháu sẽ làm một chương trình như vậy để tặng cho tất cả mọi người nhé. Ok, thì video kết thúc ở đây. Xin chào và chúc mọi người những ngày cuối năm thật là ấm cúng đoàn viên với gia đình, có những giây phút hạnh phúc. Và cùng chào đón năm Giáp Thìn 2024 thật nhiều may mắn, bình an. Ok, chào mọi người nhé.